Luật hấp dẫn thu hút những điều mà bạn tập trung vào. Và Lý sẽ gửi một cái thông điệp dành tặng cho tất cả các anh chị, đó là tôi luôn tập trung vào sự dư dả và giàu có vào cuộc sống của tôi. Các anh chị hãy đọc và ghi lại câu này, lặp đi lặp lại càng nhiều càng tốt trong một ngày. Đó là cái câu nói ám thị mà Lý đã sử dụng từ khi Lý biết đến môi trường câu lạc bộ và Lý biết đến luật hấp dẫn. Vì quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin và quy luật tập trung, thì khi anh chị tập trung vào cái điều gì thì cái điều đó sẽ mở rộng. Và khi anh chị tập trung thì tiềm thức và vũ trụ sẽ bẻ cong mọi sự vật sự việc để giúp cho các anh chị đạt được điều đó. Đó là những cái điều mà anh chị thật sự mong muốn, thật sự khao khát, giống như Lý đã ứng dụng và Lý đã thật sự khao khát đối với cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi, thì Lý thấy rất là vi diệu. Và anh chị hãy cố gắng thay thế những cái thông điệp tiêu cực thành những cái thông điệp tích cực. Ví dụ như là tôi không muốn đi muộn giờ thì anh chị hãy nói là tôi muốn đúng giờ. Thay vì nói là tôi không muốn quên thì hãy nói là tôi muốn nhớ. Thay vì anh chị nói là tôi không thể thì anh chị hãy nói là tôi bắt đầu. Thay vì nói là phòng của con là một cái đống lộn xộn thì hãy nói con có thể giữ phòng sạch sẽ hơn được không? Anh chị hãy thực hiện điều này trong suy nghĩ và trong lời nói. Bởi vì một lời các anh chị nói ra, một cái suy nghĩ anh chị phóng ra là các anh chị đã gửi một cái thông điệp đến vũ trụ. Và cái điều đó sẽ quay lại chính xác với các anh chị. Hãy follow và đăng ký kênh của Lý để chúng ta cùng nhau nhận giá trị anh chị nhé.